Bạn có từng nghĩ rằng, có thể con người ở trên trái đất này cũng từng di dân từ một hành tinh nào đó, đến đây vào mấy chục nghìn năm về trước? Vào năm 2090, trái đất đã cạn kiệt toàn bộ tài nguyên mà con người tìm được. Trong số những con người muốn tìm được một nơi ở mới đã có một gia đình, như thế này, họ đã nhắm chuẩn mục tiêu vào sao hỏa. Một nhà ba người đã tạo lập ra một quê hương mới thuộc về chính họ ở trên sao hỏa này. Tuy cuộc sống của họ trên sao hỏa khá là giản dị nhưng họ cũng tự cảm thấy vui vì những điều đó. Thậm chí họ còn mang theo một con heo từ trái đất về đây. Cho đến một ngày nào đó, Remy cầm kính viễn vọng lên rồi nhìn về thế giới ở phía đằng xa kia. Lúc này cô bé mới nhận ra trên sao hỏa này, ngoài gia đình của họ ra thì còn có cả những người khác nữa. Xuất phát từ sự tò mò, nên cô bé Remy 8 tuổi đã mang theo bình nước bên người. Cô muốn được đi thám hiểm thế giới bên ngoài một mình. Nhưng lúc Remy đã sắp bước đến bên rìa của sao hỏa, thì cô bé lại bị mẹ của mình gọi về. Tối hôm đó Remy vẫn thao thức không ngủ được. Cô vẫn nhớ mãi những người mình đã nhìn thấy vào sáng ngày hôm nay. Bố cô đã an ủi với Remy rằng, sẽ không có chuyện đó, ở đây chỉ có chúng ta mà thôi. Đến nửa đêm rồi mà Remy vẫn không thể chợp mắt. Cô đành phải ngồi dậy khỏi giường rồi đi về phòng của bố và mẹ. Một nhà ba người lại cùng nhau ngồi trên giường nghe mẹ yêu sơ đàn guitar. Nhờ vậy mà cô mới có thể cảm nhận được khoảnh khắc yên bình này. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi Remy vừa mới tỉnh dậy thì đã phát hiện ra, trên cửa kính nhà mình xuất hiện một hàng chữ cái. Từ này có nghĩa là người đó muốn gia đình Remy cút khỏi chỗ này. Sau khi Ilse nhìn thấy thì lại ba chân bốn cẳng gọi chồng mình đến. Bố Remy lập tức lấy khẩu súng ra rồi cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Ilse bảo Remy đừng phát ra tiếng động. Những kẻ lạ mặt ở ngoài kia lại liên tục phát ra những tiếng kêu kỳ dị. Bố Remy có thể nghe được giọng nói của 6 người khác nhau. Nhưng mẹ cô bé lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bà cho rằng bọn họ đang cố ý thay đổi giọng nói. Trên thực tế thì có lẽ bên ngoài chỉ có 3 tên mà thôi. Nhưng trạng thái tinh thần của bố Remy đã trở nên điên cuồng. Ông nhìn ra bên ngoài rồi hét lớn, yêu cầu đám người lạ mặt kia xuất hiện. Remy đứng bên cạnh sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bố mình tức giận như thế. Gia đình họ đã trốn trong nhà nguyên ngày hôm đó và không dám hé chân ra ngoài nửa bước. Remy lại cảm thấy lo lắng cho chú heo mà họ đã mang từ trái đất đến. Cô gom góp hết dũng khí để trốn ra bên ngoài. Cô muốn đi cho heo ăn nhưng lại bị mẹ của cô phát hiện ra. Bà lớn tiếng gọi Remy quay về nhà. Nhưng không biết đám người lạ mặt kia đã xâm nhập vào vườn của gia đình Remy từ bao giờ. Bọn chúng còn tấn công về phía cô bé. Bố Remy thấy tình hình nguy hiểm nên đã nhanh tay nâng súng rồi bắn ngã tên lạ mặt đầu tiên. Đến người xa lạ thứ hai cũng ngỏm luôn trong lòng bàn tay của mẹ Remy. Bà ôm lấy Remy rồi chạy thẳng vào trong nhà. Bố Remy bảo Ilse làm đôi mắt cho mình để thông báo cho ông biết vị trí của kẻ lạ mặt cuối cùng. Sau khi Ilse xác nhận người lạ mặt đó đang đứng ở phía mặt trời, bố Remy nổ súng ngay lập tức. Nhưng cuối cùng ông lại bị ánh sáng mặt trời phản chiếu làm chói mắt nên đã bắn lệch mục tiêu. Ông đã dùng hết số đạn còn lại mất rồi. Nhưng vì sự an toàn của người nhà nên ông đành nạp thêm đạn khói vào súng rồi đi ra ngoài. Không ngờ rằng lần gặp mặt này lại là lần cuối cùng. Hai mẹ con đã chờ rất lâu nhưng bố Remy vẫn chưa quay về. Tâm trạng của Ilse đã suy sụp hoàn toàn. Đột nhiên, hai mẹ con lại nghe thấy tiếng súng vang lên ở phía bên ngoài căn nhà. Nhưng không ai có thể ngờ được, đây là phát súng thắng lợi của bố Remy, hay là tiếng viên đạn xuyên thủng lồng ngực của ông. Hai mẹ con cô đã trốn trong nhà suốt đêm rồi nhưng vẫn không dám ra ngoài. Remy muốn đi vệ sinh, nên Ilse đành phải để cô giải quyết tạm vào một cái thùng. Ngay lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động kỳ lạ. Ilse gom góp tất cả dũng khí rồi cầm dao thái đi đến gần cửa sổ. Khi cô vừa quay đầu thì phát hiện ra, sau lưng có một người mặc áo đen đang chĩa súng vào hai người. Người mặc áo đen nói rằng đây không phải nơi mà bọn họ nên đến. Đây vốn dĩ là nhà của hắn. Người mặc áo đen cũng không muốn làm hại hai mẹ con. Chỉ cần hai mẹ con Ilse đi khỏi đây thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ilse muốn đưa Remy chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng khi bà đi được nửa đường, thì Ilse lại cảm thấy hối hận. Bây giờ hai mẹ con họ không còn gì trong tay. Nếu bây giờ đi khỏi sao hỏa thì họ phải làm gì để sống đây? Ilse giấu Remy ở trong vườn còn mình thì lại lén lút chạy về phòng lấy một con dao. Sau đó cô trốn một góc để mai phục. Người đàn ông này đưa tay nắm lấy tóc của người phụ nữ, rồi đẩy cô ngã xuống dưới sàn sau đó, ấn mặt cô dưới đất như đang lau nhà. Nhưng Ilse không thể nào ngờ được rằng, người đàn ông trước mặt này đã lấy mạng chồng của cô. Vậy mà giờ hắn lại yêu cầu Ilse sống cùng mình trong 30 ngày. Người đàn ông nói rằng, 30 ngày sau hắn sẽ đặt một khẩu súng lên bàn rồi đứng quay lưng lại với Ilse. Nếu như đến lúc đó mà Ilse vẫn muốn lấy mạng của hắn, vậy thì hắn sẽ tình nguyện ra đi theo ý cô. Ilse cũng đã đồng ý, nhưng cô chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là hắn phải giúp cô mai táng chồng của mình. Hai người cùng nhau an táng cho những người thân yêu nhất của đối phương. Người đàn ông nói hắn tên là Jerry. Lúc mới đầu thì cả hai mẹ con đều không chấp nhận Jerry. Hai người thường cố trốn cho thật xa rồi ai sống cuộc sống của người đó. Remy cảm thấy rất tò mò về Jerry. Cô bé còn thường xuyên trốn lên nóc nhà để nhìn trộm xem thử hắn đang làm gì. Có một lần, Remy đã phát hiện ra bức tranh chân dung của một người phụ nữ ở trong cuốn nhật ký của Jerry. Remy vừa nhìn đã nhận ra đây chính là người phụ nữ đeo khăn quàng đã qua đời trước đó. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Trong những ngày đầu tiên, Ilse vẫn còn địch ý với Jerry. Mỗi lần gặp nhau thì cô cũng chỉ có hai từ để nói với hắn là cút đi. Nhưng dần dần thì Ilse lại phát hiện ra Jerry cũng không xấu xa như cô tưởng tượng.
hắn còn mang đến cho họ một người máy. Người máy rất thích Remy nên hai người đã trở thành bạn bè của nhau. Mối quan hệ giữa User và Jerry cũng ngày càng gần gũi hơn. Khi cô nấu cơm cũng sẽ cố ý làm thêm cho hắn một phần. Jerry cũng bắt đầu mở lòng với User. Hắn nói rằng bố mẹ của mình từng sinh sống trên mảnh đất này. Chính chồng của User đã lấy mạng bố mẹ của hắn rồi chiếm lấy nơi đây. Lần trò chuyện này đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gần hơn một bước. Remy dần dần phát hiện ra, mẹ của mình và Jerry thường hay biến mất cùng với nhau trong một khoảng thời gian. Khi cô nhìn thấy hai người quay về, thì cả hai lại bắt đầu đụng tay đụng chân với nhau. Khi User đang cắt tỉa cây ở trong vườn, thì Jerry đã đứng sau lưng ôm lấy eo của cô. Bất ngờ là User cũng không từ chối mà lại chủ động hôn lên môi hắn. Nhưng điều đó làm Remy cảm thấy mẹ đang phản bội người bố đã mất của mình. Cô tức giận nên đã dọn đồ bỏ đi một mình. Khi Remy đến bên rìa của sao hỏa thì mới đột nhiên phát hiện ra, trước mặt mình bây giờ có một lớp kính trong suốt siêu to khổng lồ. Cô không cam tâm nên hướng mặt về phía thế giới vô vọng kia rồi hét lên hai tiếng. Nhưng lúc này Remy lại phát hiện ra một thứ giống như cánh cửa của nhà kho dưới tầng hầm. Sau khi cô nhấn nút thì cánh cửa đã được mở ra. Trước mặt cô bây giờ một thế giới chưa biết ở bên ngoài sao hỏa. Lúc này tiếng gọi của mẹ đã vang lên phía sau lưng cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm đi vào bên trong. Khi cô vừa vào trong thì cánh cửa lại từ từ đóng lại. Remy vừa đi vừa mò đường rất lâu. Cuối cùng thì cô đã nhìn thấy một điểm sáng ngay trước mắt. Điểm sáng kia càng ngày càng lớn. Nhưng cũng trong lúc này Remy lại cảm thấy bản thân không thể hít thở nổi. Cô đã ngất xỉu bên trong đường hầm đó. Trong lúc hoảng loạn, Remy đã có cảm giác như đang có người ôm lấy mình đi ra khỏi đường hầm. Đến khi cô tỉnh lại một lần nữa, thì cô đã quay về căn phòng quen thuộc của mình. Jerry nói với cô rằng, điểm cuối cùng của đường hầm này là bên ngoài lớp kính trong suốt kia, đều không có gì cả, chỉ có đá và cát. Remy lại không cam tâm đếm số ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 31 kể từ khi Jerry xuất hiện trong cuộc sống của họ. User cũng hiểu ý của Remy. Cô đảm bảo với Remy rằng bản thân vẫn rất yêu chồng và con gái. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng cô lại tự tay đàn cho Jerry bài hát mà chỉ có gia đình ba người họ mới được nghe. Tinh thần Remy trở nên suy sụp và tự nhốt mình trong phòng. Remy vừa khóc vừa hét lớn rằng mình hận mẹ. User cũng hiểu rằng đã đến lúc bản thân nên thay đổi suy nghĩ rồi. Jerry đặt một khẩu súng lên bàn như những lời hắn từng hứa với User, sau đó đứng quay lưng với cô. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã cảm hóa được User. Không ngờ rằng khi Jerry vừa mới quay đầu đã nhìn thấy User đang ngắm súng vào đầu mình. Jerry bảo User hãy nghĩ đến con gái của mình. Nhưng User lại nói bản thân vì suy nghĩ cho Remy nên cô mới làm như thế. Thế nhưng khi cô kéo co thì mới phát hiện bên trong không có viên đạn nào. Chẳng qua đây chỉ là một bài kiểm tra mà Jerry dành cho cô. Khi User nhìn thấy Jerry đang bước từng bước lại gần, thì cô liều mạng chạy đi lấy dao trong phòng bếp. Jerry vội vàng đuổi theo. Sau một tràng đánh đấm hỗn loạn, thì cuối cùng Jerry bị thương ở cánh tay, còn mẹ của Remy thì không còn mạng sống. Remy muốn chạy trốn nhưng lại bị Jerry vòng tay ôm chặt vào lòng. Tiếp sau đó, Remy phải tiếp tục sống trên sao hỏa cùng người đàn ông đã lấy mạng bố mẹ cô. Năm nay cô gái này vừa mới qua tuổi 18, nhưng cô lại là người phụ nữ duy nhất trên sao hỏa. Bây giờ, cô bị ép phải sinh ra đời tiếp theo cùng với kẻ thù đã lấy mạng bố mẹ của mình. Chớp mắt đã qua rất nhiều năm, Remy bây giờ cũng đã biến thành một thiếu nữ. Nhưng mối quan hệ giữa Jerry và cô vẫn lạnh nhạt như ngày xưa. Cho đến một ngày Jerry mời cô đi cùng mình đến hồ nước. Không dễ dàng gì mà hai người được tắm rửa một lần. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, thì Jerry lại đưa cho cô một bình rượu mạnh để cô uống thử. Remy cũng không từ chối. Tối hôm đó, Jerry còn tặng cho Remy một bức tranh. Đây chính là bức tranh mà Jerry đã vẽ cho mẹ của Remy. Hắn hy vọng bức tranh này có thể ở bên cạnh đồng hành cùng cô. Hai người ôm lấy nhau thật chặt. Nhưng khi Jerry đưa tay vuốt tóc của Remy rồi sáp vào hôn lấy nhau, thì Remy mới như tỉnh khỏi giấc mơ. Cô vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ này. Rõ ràng người trước mắt này chính là kẻ đã lấy mạng bố mẹ của cô. Sang ngày hôm sau, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên ngại ngùng vô cùng. Jerry đã chủ động phá vỡ cục diện này. Hắn yêu cầu Remy hay suy nghĩ đến chuyện sinh con nối dõi. Đây không chỉ vì hai người họ mà còn liên quan đến chuyện kế thừa văn minh nhân loại. Remy chỉ nghĩ đơn giản rằng Jerry đang kiếm cớ lừa mình. Ở một diễn biến khác, Remy đang âm thầm nghiên cứu các món đồ. Cô muốn thoát ra khỏi bức tường bằng kính trong suốt này để nhìn thế giới bên ngoài. Sau khi Jerry biết được, thì ông đã tức giận đập vỡ toàn bộ mặt nạ chống độc của cô. Trong cơn nóng giận, Jerry đã ấn mạnh tấm mặt nạ chống độc lên mặt cô. Remy cũng tiện chân cho ông một cú đá vào chỗ hiểm, nhưng lại bị Jerry đánh ngất xỉu tại chỗ. Khi hắn nhìn thấy Remy đã ngất xỉu, Jerry cũng làm cho đến bước cuối cùng là đem Remy trói ở trên giường. Sau đó hắn còn dùng người khóa chặt lấy cô. Sau khi Remy tỉnh lại thì cô đã giật mình với những gì vừa xảy ra. Cho đến lúc này mà Jerry vẫn còn lấy cớ rằng đây không phải là chuyện của hai người, mà đây chính là hy vọng của loài người về tương lai xa xôi. Remy cương quyết không đồng ý. Tiếng hét của cô càng khiến cho Jerry tức giận hơn. Hắn ta lập tức lấy súng ra uy hiếp Remy. Nhưng không ngờ rằng người máy ở đằng sau lại bắn cho hắn một phát đạn. Người máy nghĩ rằng Remy đang gặp nguy hiểm. Remy nhân lúc hỗn loạn đã tháo dây thừng trên tay mình. Lúc này tính mạng của Jerry đã rơi vào trạng thái nguy cấp. Máu tươi ở động mạch cảnh đang tuôn trào không ngừng. Jerry nhìn thấy Remy đang cầm súng ngắm vào mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Đến tận bây giờ mà Jerry vẫn còn đơn phương nghĩ rằng Remy cần hắn.
Hắn định cầm súng lên nhưng khi quay đầu nhìn Remy thì lại buông lỏng hai tay. Cuối cùng hắn đã cam tâm ra đi trong tay của Remy. Cô không cần Jerry. Sau khi lấy mạng Jerry thì cô còn đem hắn đi an táng. Sau đó cô đã sống một cuộc sống cô độc trên sao hỏa này. Cuộc sống này tuy tự do nhưng cũng cô đơn đến tận cùng. Cô thường xuyên ngẩng đầu chào hỏi với bầu trời ở trên cao. Những lúc Remy cảm thấy cô đơn đến tận cùng thì cô lại đến nằm giữa hai phần mộ của bố mẹ. Cuối cùng thì cô đã không còn chịu nổi nữa. Cho dù thế giới bên ngoài sao hỏa có ra sao đi chăng nữa, cho dù bên ngoài có con người hay không, thì cô vẫn quyết định rằng mình sẽ đi khỏi mảnh đất này. Sau khi cô đến chào tạm biệt với người máy và bố mẹ của mình xong, Remy đã đi khỏi mảnh đất nơi mình đã sinh sống hơn 20 năm qua. Cánh cửa nhà kho từ từ được mở ra. Sau khi cô vào bên trong thì cánh cửa lại dần dần khép lại. Dường như nó không định cho Remy cơ hội nào để cô hối hận. Không ai biết được thế giới ở điểm sáng bên kia rốt cuộc thông đến nơi nào. Cũng không ai biết một mình Remy thì có thể kiên trì đến bao giờ. Đây cũng xem như là một cái kết mở để mọi người tự do tưởng tượng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bố cục của bộ phim này cũng rất mới lạ khi đoàn phim đã chọn bố cục ở trên sao hỏa. Thật ra từ bộ phim này chúng ta cũng có thể cảm nhận được, vì trái đất cạn kiệt tài nguyên nên loài người mới di dân đến sao hỏa. Nhưng nơi nào có mặt con người thì nơi đó lại có lòng tham. Tài nguyên không được chia đều sẽ khiến con người chiến đấu với nhau để tranh đoạt thật nhiều lợi ích. Ai có thể chắc chắn được rằng sao hỏa sẽ không biến thành một trái đất thứ hai chứ? Đến khi sao hỏa cũng không còn là nơi cho loài người sinh sống, vậy thì con người sẽ phải đi về nơi đâu?